Kính chào quý anh chị nha. Hôm nay là tháng 12 rồi, thì hôm nay tôi sẽ cập nhật cái chương trình khuyến mãi mới của mẫu Accent này đến quý anh chị. Accent phiên bản mình đang quay là dòng đặc biệt nha. Thì tháng 12 này tiếp tục là cái chương trình ưu đãi dành cho quý khách hàng khi mà mua xe sẽ được giảm là 50% lệ phí trước bạ nha anh chị. 50% lệ phí trước bạ, và hiện tại thì xe đang có sẵn các màu như là màu đỏ, màu trắng, màu đen là giao ngay nha. Ngoài các màu này ra thì Accent còn có thêm các màu như là màu bạc nè, màu vàng ghi và màu vàng be nữa. Tuy nhiên màu này thì nó hơi hiếm nha, anh chị cần thì anh chị đặt giúp em. Hiện tại thì ngoài cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ ra thì dòng Accent này vẫn có thêm những chương trình khuyến mãi khác nữa anh chị. Dành cho tháng 12, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe nè, tặng cái dán phim và thêm cái lót sàn cho quý anh chị nữa nha. Anh chị muốn biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi hoặc là những món phụ kiện tặng thêm gì đó thì alo cho em với số điện thoại em để phía dưới góc màn hình nha. Anh chị mua xe hình thức là mình mua tiền mặt á, thì lăn bánh dành cho cái mẫu Accent này là nó khoảng 575 triệu nha anh chị. 575 triệu. Khuyến mãi này thì nó chỉ áp dụng đến hết 31 tháng 12 thôi nha. Còn qua tháng 12 thì có thể là điều chỉnh khuyến mãi lại nha anh chị. Và hiện tại thì cũng gần Tết rồi, thì còn khoảng một tháng nữa là đến Tết rồi anh chị. Việc mình mua xe và mình đăng ký biển số rồi đó thì đâu đó mất tầm khoảng từ 7 đến 10 ngày là anh chị. Thành ra anh chị mình có quyết định mua xe thì tranh thủ sớm giùm em nha. Anh chị mua xe hình thức là mình mua vay và mua góp qua ngân hàng á, thì anh chị chuẩn bị trước tầm khoảng 20% giá trị xe, thì đây mình tính là tầm khoảng là 142 triệu nha. 142 triệu là anh chị có thể nhận xe. Hiện tại thì về các đơn vị ngân hàng thì room tín dụng vẫn còn anh chị. Tuy nhiên khi mình mua xe thì hầu như các ngân hàng đều yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ hết anh chị. Và bên em có liên kết, thành ra là cái mức mua bảo hiểm thì nó cũng sẽ hỗ trợ hơn khá là nhiều dành cho quý khách hàng nha. Bên em có dòng xe lái thử Hyundai Accent này nha anh chị, quan tâm thì alo cho em. Xe lái thử thì em làm luôn cả con phiên bản đặc biệt này luôn để quý anh chị mình có thể trải nghiệm xe nha. Số điện thoại em để phía dưới góc màn hình á, anh chị quan tâm thì alo cho em. Lái thử xe tận nhà luôn, xem xe trực tiếp, chạy xe vào nhà coi nó có vừa rồi hay không, đầy đủ hết để có thể phục vụ quý anh chị tốt nhất nha. Tiếp sau đây là phần giới thiệu chi tiết về mẫu Accent phiên bản Nga Tây đặc biệt á. Thì anh chị mình chưa tham khảo qua mẫu này thì tiếp tục ở lại với phần video của em để xem hết cái phần video nha. Giới thiệu chi tiết về mẫu xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt nha. Tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu xe Accent phiên bản đặc biệt đang có mặt tại đại lý Hyundai Tây Đô bên mình ha. Thì đây là mẫu xe màu đỏ phiên bản đặc biệt. Thì với dòng Accent phiên bản đặc biệt á, thì nó sẽ có một vài trang bị cũng như là vài tiện nghi option thì mình sẽ giới thiệu trong video clip này nha. Đầu tiên về dòng Hyundai Accent là mẫu xe ở phân khúc hạng B của sedan ha. Mẫu xe này có thiết kế là 5 chỗ, bao gồm hai vị trí ở ghế tài và ghế phụ, và ở dưới khoang thứ hai sẽ có vị trí là 3 người ha. Dòng Accent là dòng mẫu xe lắp ráp trong nước và ở phân khúc hạng B sedan, lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình. Hyundai Accent hiện tại là mẫu xe đã được thiết kế facelift lại và được khách hàng rất là ưa chuộng, và Accent luôn là mẫu xe nằm trong top 10 xe bán chạy nhất của Hyundai. Riêng dòng Hyundai Accent mà phiên bản đặc biệt này là sẽ được trang bị đầy đủ tất cả các option của xe. Thì đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy cái mà đập vào mắt mình đầu tiên chính là phần lưới tản nhiệt. Thì Accent sẽ có cái phần lưới tản nhiệt mạ chrome bóng, và đây là những thiết kế dạng dynamic nè, những dạng hình khối hình học ha, dynamic. Và những cái thiết kế này nó đều được mạ chrome ha mọi người, đều được mạ chrome. Ở chi tiết như này là cái phần cản ha, phần cản cũng được mạ chrome luôn, tăng thêm cái vẻ sang trọng và sắc sảo cho xe. Và đối với những chi tiết mà thiết kế dynamic này ở phần lưới tản nhiệt này nè, khi mà có ánh sáng chiếu vào thì nó rất là bắt mắt nha, đặc biệt là khi xe mình đi vào trời tối rất là đẹp. Phần logo Hyundai thì sẽ được đặt ở trong lòng của phần ga lăng này luôn, lòng la gan luôn. Về hệ thống đèn chiếu sáng của xe thì dòng Hyundai Accent sẽ được trang bị đối với phiên bản đặc biệt cho mọi người là sẽ có phần cụm đèn bi halogen ở đây. Ở đây phần bi halogen ha, sẽ làm pha và có tích hợp trong một bóng và sẽ ra cho ánh sáng màu vàng. Phần đèn định vị sẽ thiết kế dạng hình chữ C ngược ha, chữ C ngược ở đây.
Và một điểm cực kỳ nổi bật trên mẫu Accent này chính là cái đèn mở cổng lái. Đây là một tính năng duy nhất trong phân khúc được trang bị cho dòng Accent. Đây nè, mọi người có thể nhìn thấy ha, cái đèn ở đây. Khi mà mình đánh lái, mình đi buổi tối nha, mình bật hệ thống đèn chiếu sáng lên và mình đánh lái thì nó sẽ hiển thị một cái góc bên trái hoặc là bên phải tùy theo cái góc mình đánh, tăng thêm một độ sáng nữa, một góc sáng bên này để cho cái người dùng, người lái xe có thể quan sát một cách rất là rõ ha, rõ cái phần cái góc mà mình chuẩn bị mình đánh lái để cho an toàn hơn. Ở dưới này là cái phần đèn sương mù ha mọi người, đây là đèn sương mù. Đèn sương mù này nó sẽ cho ra ánh sáng màu vàng ha. Cái này dạng là protector, halogen protector ha. Ở đây, thiết kế ở đây. Tổng quan về phần mặt trước của dòng mặt sen thì thiết kế khá là vừa vặn với phần ga lăng cụm đèn. Cụm đèn này thiết kế mọi người nhìn thấy ha, nó liền luôn so với cái phần lưới tản nhiệt này luôn, tạo thành một cái hợp thể từ cụm đèn đến phần ga lăng, nó tạo cho cái xe một nét rất là đẹp nha. Tổng quan bên hông của phần Accent này thì Accent có cái thước chiều dài á, chiều dài nha mọi người là 4m440, thì cái phần xe nhìn cũng rất là trường ha. Với cái phần bánh mâm là sẽ là có cái thước 16 inch, là dạng bản lớn nha mọi người, bản lớn. Và bánh mâm này thì nhiều người đánh giá là không có bắt mắt, tuy nhiên mọi người có thể phay lại như hình trên này. Khi phay lại rồi nhìn rất là đẹp nha mọi người. Dòng Accent thì sẽ được trang bị là hệ thống treo trước là dạng treo mắt phơ xanh, treo độc lập ha. Phanh phía trước sẽ là phanh đĩa. Còn đối với hệ thống treo sau thì sẽ là treo sau dạng phụ thuộc, và hệ thống phanh phía sau cũng là phanh đĩa luôn. Về phần bên hông xe thì có một vài chi tiết mình có thể liệt kê đến mọi người ha. Thứ nhất là phần gương. Gương thì nó sẽ có tích hợp đèn LED, đèn báo rẽ ở đây, dạng LED ha, dạng LED ở đây. Gương sẽ là gương gập điện ha. Và trong lòng gương này mình có thể chỉnh được bằng điện, và sẽ có sấy gương ở đây, chỉnh điện lòng gương á mọi người, và sẽ có nút sấy gương ở đây ha. Có một chi tiết rất được bên nhà máy Hyundai rất là ưu ái, chính là cái phần tiểu tiết đây, là mạ chrome này, mạ chrome ha, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp và sang cái xe của mình. Dưới này là sẽ có phần tay nắm cửa mạ chrome này, tích hợp nút mở khóa một chạm ở đây. Nút mở khóa một chạm là khi mọi người đứng gần này, có chìa khóa này, mọi người chỉ việc bấm nút lóc là cửa nó sẽ tự động đóng, hoặc là bấm cái nữa thì cửa sẽ tự động mở ha. Rất là tiện để khi mà mình bỏ chìa khóa vào trong túi này, và khi mình muốn mở cửa xe ra thì cũng rất là dễ, chỉ cần bấm nút lóc hoặc là bấm nút mở lóc cửa là có thể bước vào bên trong hoặc là đóng cửa lại rất là dễ dàng. Về chất liệu tone của bên dòng xe Hyundai thì đối với tất cả các dòng xe Hyundai đều có phần thép cường lực hay mọi người, thép cường lực và dạng có những chi tiết là thép dập nóng nữa, tăng cái độ cứng cho xe. Và mọi người có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách là mình gõ vào các chi tiết bên trong xe nè, đây, để biết một cái xe tone nó cứng hay mềm, mọi người chỉ cần gõ vô là biết liền nha, rất là cứng. Về phần phía sau của xe thì dòng Hyundai Accent có thiết kế là kiểu sedan ha, thành ra là khoang cốp của nó sẽ rất là lớn, mọi người có thể để đồ nó rất là thoải mái ha. Khoang cốp ở đây, đây là không gian cốp rất là rộng. Tuy nhiên một cái điểm mà mới của dòng Accent nó không có là cái phần gập ghế ở hàng ghế thứ hai, thì hàng ghế hai là mình sẽ không có gập được. Tuy nhiên về khoang cốp thì rất là rộng, vẫn đảm bảo cho mọi người có thể để hành lý một cách rất là dễ dàng ha. Ở phần gương trên này, gương này nó sẽ có các đường hàng nhiệt nè mọi người, là khi mọi người bấm nút sấy cái gương chỗ phần gương chiếu hậu á, là sẽ sấy luôn cái gương phía sau ha. Sấy luôn phía sau, xe sẽ có phần anten dạng vây cá này ở trên này, và sẽ có cái đèn phanh trên cao, nó sẽ được đặt bố trí ở đây để cho những xe như là container hay là những xe mà cao á, khi mình phanh thì họ không có nhìn thấy cụm đèn hậu ở đây, mà họ sẽ nhìn thấy cái đèn phanh ở đây để biết là xe mình đang giảm tốc độ và giữ khoảng cách cho nó an toàn nha. Về một vài chi tiết ở phía sau mọi người thì cái phần cụm đèn hậu này nó sẽ có các chi tiết đường viền led ở đây ha, viền led đây nè, đây chạy dọc ở đây. Đèn nó vẫn là đèn phanh, nó vẫn là đèn halogen nha, tuy nhiên các viền led thì nó cũng tăng thêm cái sự sắc sảo cho xe của mình hơn.
Ở dưới này là có các đèn báo rẽ, đèn báo rẽ ở đây. Xe thì sẽ được trang bị là 4 cái cảm biến lùi, và camera lùi sẽ đặt ở phía dưới cái logo của Hyundai ha. Đặt dưới logo Hyundai đây. Và một điểm rất là thú vị trên mẫu Hyundai Accent là về mở cốp. Dòng Accent này bên mình nó sẽ có tổng cộng tới 4 cách mở cốp ha. Thứ nhất là mọi người có thể mở ở từ ngồi bên trong xe, mình có thể mở được. Thứ hai là mình đứng ở đây, mình bấm nó đây, vẫn có thể mở được ha. Thứ ba nữa là mọi người có thể bấm bằng nút thao tác trên cái chìa khóa, là có nút horn ở đây, là mọi người có thể bấm được ha. Bấm và nổ nút chìa khóa ở đây. Đây nè mọi người. Đây. Và cái thao tác cuối cùng mở cốp là bên mình sẽ gọi là mở cốp thông minh. Có nghĩa là mình cài đặt bên trong xe xong, sau khi mình đi siêu thị, mình đi ra ngoài, mình không có cái tay nữa để mà có thể mở được cốp, thì mình chỉ việc đứng gần thôi là cốp sẽ tự động mở trong vòng 4 tiếng biết ha. Mọi người muốn tìm hiểu cốp thông minh này thêm thì mình sẽ có một video tiếp theo để hướng dẫn mọi người cách sử dụng ha. Đối với dòng Accent thì cái phần ở phía dưới mọi người, đây nè, các chi tiết mạ chrome ở đây. Phần lipo giả này, nhìn nó rất là đẹp, rất là sắc sảo, nhìn rất là sang mọi người. Đây. Và cái phần này là cái phần đèn phản quang ở đây, đèn phản quang ở đây. Còn đây là các chi tiết mạ chrome. Và có các đường dập nổi dưới phần nhựa nè, tăng thêm cái sự thể thao và trẻ trung cho cái xe của mình. Tại vì hầu như Accent là hướng đến những khách hàng là trẻ, trung niên vẫn có, nhưng mà đa phần khách hàng trẻ thì rất là chuộng với cái thiết kế như thế này. Về mức tiêu hao nhiên liệu cho mẫu Accent phiên bản đặc biệt á, thì đối với một người đi hỗn hợp thì nó tầm khoảng 6.2 ha. Đây, đây là theo cái số liệu từ bên cục đăng kiểm ha. Về bên trong khoang nội thất của xe thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người ha. Thứ nhất về chất liệu ghế thì đối với dòng Accent phiên bản đặc biệt á, thì ghế của nó sẽ là ghế da ha. Cái ghế da có phần đục lỗ đây nè, có phần đục lỗ đây để tăng cái sự mà thoáng khí cho mình ha. Và tông màu bên trong xe thì chủ đạo sẽ là tông màu đen kết hợp với tông màu be ha. Tông màu đen và tông màu be. Thứ nhất là màu đen để xe của mình nó bớt dơ, và màu be để tăng thêm cái sự sang trọng cho xe của mình hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào bên trong xe để cho mọi người coi về cái chiều cao cũng như khoảng cách ha. Thì đối với cái khoảng cách bên trong xe thì mình có chiều cao là khoảng 1m85. Thì khi ngồi vào, thứ nhất là về khoảng chống chân thì nó vẫn đảm bảo để cho mọi người có thể duỗi chân ra nó thoải mái ha, duỗi chân ra thoải mái. Tuy nhiên mình cao thì cái khoảng trần này thì nó hơi chật một tí, nó hơi chật một tí, nếu như mình tựa ra thì nó cũng gần như là nó vừa đụng với mình luôn. Thì do chiều cao của mình là khoảng 1m85 thành ra nó gần đụng với cái trần. Thì cái phần Accent này thì có chiều cao tổng thể là 1m460 ha mọi người. Và một điểm rất là hay trên mẫu Accent này, và đây cũng là một lợi thế mà được cạnh tranh với Vios cũng khá là ok, là nó sẽ có cửa gió ở hàng ghế thứ hai ở đây, tăng thêm cái sự thoải mái và mát mẻ cho người dùng ha. Ở dưới này thì bên em có bố trí thêm mấy cổng cắm sạc nữa, dạng USB luôn, sạc điện rất là nhanh, để cho mọi người khi mà mình xài smartphone nhiều á thì đi hành trình dài, đôi khi điện thoại mình hết pin thì mình có thể cắm vào đây để mình sạc ha. Trên xe thì cũng bố trí khá là nhiều cái không gian để mọi người có thể để đồ ha. Thứ nhất là đây có thêm cái phần không gian ở đây để mình có thể để đồ này. Rồi không gian ở đây nữa để các loại cốc nước đây. Rất là tiện ha. Và đối với một điểm nữa là đối với dòng Accent á, thì cái phần tựa đầu này nó sẽ có thêm cái tựa đầu ở giữa nè mọi người. Và phần tựa đầu này mình có thể dịch chuyển được ha. Mình có thể dịch chuyển lên xuống được ở đây. Có 3 tựa đầu luôn. Rồi. Giờ mình mời mọi người lên không gian cái hàng ghế thứ nhất để mình trải nghiệm ha. Bây giờ mình đang ngồi ở bên trong khoang của hàng ghế thứ nhất ha. Mình sẽ giới thiệu từ bên trái qua bên phải để cho mọi người có thể tiện mình theo dõi ha. Ở không gian bên vị trí bên tay trái của mình đó là sẽ có các nút ha. Ở đây bao gồm như là nút lóc cửa, lóc cái kính nè. Đây chủ yếu là lóc cho kính sau. Thường là mình hay có trẻ nhỏ mà hay ngồi phía sau mọi người, thì khi mình lóc như nè, để cho mấy đứa nhỏ không có nghịch ngợm mà nó hạ kính xuống, nó thò tay hay thò đầu ra ngoài thì rất là nguy hiểm trong quá trình mình chạy xe ha. Gương là gương gập điện, đây có nút gập đây ha. Và một cái tính năng rất là hay được trang bị cho dòng Accent chính là cái tính năng là auto lock ha. Nghĩa là khi mọi người chạy tốc độ trên khoảng 15 km/h là các cửa này nè, nó sẽ tự động nó lock lại luôn. Tự động nó lock lại ha.
hoặc là thêm một mọi người có thể tùy chọn thêm là mình đưa cần số về D thôi thì nó cũng sẽ tự động nó lock lại luôn, khỏi mình khỏi cần phải thao tác là nhấn nút lock ở đây, rất là tiện. Ở vị trí này là phần vô lăng bên mình sẽ là vô lăng bọc da ha. Đó, sẽ phần vô lăng bọc da. Trên cái phần vô lăng này sẽ có các nút bấm và trong đó có nút là Cruise Control ha. Chức năng là chân ga tự động đó, giúp là mọi người giữ một tốc độ nhất định khi mình chạy. Khi mọi người giả sử như ở miền Tây mình bây giờ cao tốc cũng nhiều rồi, có cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này, hay là Trung Lương Hồ Chí Minh, hay là cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi. Khi mình lên đó thì mình set, giả sử mình set tốc độ khoảng 80 thì mình chạy, mình không cần phải giữ chân ga nữa thì xe chạy rất là thoải mái ha. Bên này thì mình sẽ có tính năng là đèn pha tự động này, mọi người đưa cần đèn về đây là nó sẽ phát hiện ra ánh sáng bị tối, đi không gian tối á, thì lúc này đèn nó sẽ tự động nó chiếu sáng lên. Bên này nó sẽ có gạt mưa tự động này, mọi người thấy chữ auto đây ha. Là chỉ cần giọt nước nó rớt xuống phần cảm biến ở đây nè, là tự động cái cần gạt nó sẽ gạt. Và một điểm mà hầu như khách hàng của mình khi bước ngồi vào bên trong nội thất của xe rất là thích, rất là happy, chính là cái màn hình điện tử ở đây. Toàn bộ đều điện tử hết ha mọi người. Bên này sẽ là hiển thị tốc độ nè, tốc độ và cái điện tử bằng số hiển thị rất là trực quan ha. Ngay cả xăng nó cũng điện tử nè. Bên này sẽ có đồng hồ dùng tua cũng điện tử luôn, hiển thị dùng tua luôn. Ở đây sẽ có màn hình, thêm một cái màn hình nhỏ nữa để hiển thị một vài thông tin của xe. Như là các thông tin về cài đặt nè, rồi quãng đường đi, lộ trình đi như thế nào, có đầy đủ hết ha, rất là trực quan để mọi người có thể tiện theo dõi. Ở đây thì nó sẽ có nút start up engine nè, khởi động bằng nút bấm, mình chỉ việc mình đạp chân pha, mình nhấn vô, mình buông ra là động cơ sẽ nổ ha, rất là tiện. Đây thì sẽ có màn hình này nó là dạng màn hình nó hơi nổi ra ngoài để cho mình quan sát cho nó dễ. Và màn hình này mình sẽ có chia đôi tác dụng được luôn ha, bên này mình có thể coi bản đồ, bên này mình có thể coi là về nhạc hay là về một vài giao diện khác như đồng hồ gì đó. Đây là bản đồ của Hyundai thành công dành riêng cho thị trường Việt Nam. Thì bản đồ này nó sẽ tích hợp rất là nhiều cái tiện ích, như là thứ nhất là có cảnh báo tốc độ nè, thứ hai là tiện ích về cái đại lý mà các bạn có thể đến đại lý đó để có thể bảo dưỡng xe. Cái thứ ba nữa là nó sẽ định vị vị trí của mình. Và hầu như tất cả trên này đều là tiếng Việt hết để mình giao diện cho nó thoải mái ha. Ở dưới này là cái quên nói thêm một tí là màn hình này mọi người có tới tùy chọn ba cái kiểu kết nối ha. Ở đây thứ nhất là mình có thể kết nối thông qua Bluetooth, kết nối thông qua Android Auto và Apple CarPlay ha, ba kiểu kết nối để mình có thể có sự kết nối giữa điện thoại của mình với cái màn hình này, Bluetooth ha, Android Auto hay là Apple CarPlay đều được. Ở dưới này là cái phần điều hòa ha. Đối với dòng mặt sen phiên bản tự động đặc biệt á, thì nó sẽ là điều hòa tự động ha. Mọi người chỉ việc nhấn auto thôi, nó sẽ tự động thổi gió và hơi lạnh đến cái nhiệt độ mà mình mong muốn, và nó sẽ duy trì cái nhiệt độ này hoài luôn. Rồi, ở phía dưới này sẽ có các không gian như là mồi thuốc lá này, cổ cắm 12V này, USB này. Ở dưới này là cần số, hiện cần số bọc da ở đây. Và cần số này nó là một cái dải thẳng để cho mình thao tác cho nó tiện ha. Mình chỉ việc đưa cần số từ B về D, mình đưa gạt xuống gạt lên ha, không cần phải là dạng zích zắc thì nó hơi rối, thì cái này là dạng thẳng thôi. Và nó có cái cò ở đây nè để mọi người thao tác cho nó dễ. Cò dưới này ha, đây nè. Ở dưới này thì mình có thêm các học nữa. Ở đây có thể là mọi người để cái mồi thuốc lá này, cái phần gạt thuốc lá ở đây. Đây thì một cái cống nước, đây có bệ tựa tay, đây có cái phần phanh tay dạng cơ ở đây. Ghế của bên tài thì mình có thể chỉnh được 6 hướng ha. Cái này ghế chỉnh cơ mọi người, chỉnh 6 hướng bên này. Ở bên này là phần ghế cũng chỉnh cơ luôn, nhưng mà mình chỉ chỉnh hai hướng thôi, lên xuống thôi. Ở đây thì mình có thêm cái không gian nữa để mình để đồ nè, để không gian để đồ, không gian để đồ, không gian để đồ. Và trong cốp này cũng có không gian để đồ ở đây, trong hộp này ha. Rất nhiều vị trí để mình có thể để được đồ ha. Rồi ở đây và bên kia nữa, rất nhiều vị trí ha, để đồ thoải mái. Và một điểm rất là thú vị mà hầu như các khách hàng mua Accent đặc biệt quan tâm chính là cái cửa sổ trời. Cửa sổ trời dạng sunroof hay mọi người. Chỉ cần lẫy xuống cái là cửa sổ trời tự động nó sẽ chạy ra. Nó sẽ chạy ra ha. Đó, và khi mình đóng lại.
tạo ra một cái không gian cảm thấy nó thoải mái khi mình có những chuyến hành trình dài mình đi, mình mở ra nó thông thoáng ha. Trên này có thêm một cái tiện ích nữa nè mọi người, là cái phần gương tự động chống chói ha. Gương tự động chống chói đây, ở đây mình việc nhấn vào đây, nó sẽ khi mà có ánh sáng nó hắt lên đây, nó sẽ điều tiết cái lượng ánh sáng thấp xuống để cho mắt mình nó không bị chói. Với mẫu Accent phiên bản số tự động, bao gồm số tự động đặc biệt và bản tiêu chuẩn, thì nó sẽ có trang bị thêm cho mọi người một tính năng gọi là đề nổ từ xa ha. Thì với tính năng đề nổ từ xa này, nó sẽ giúp cho xe của mình làm mát trước khi mình bước vào bên trong xe. Và cái tính năng đề nổ từ xa này cũng rất là an toàn, khi mà mình không có cầm chìa khóa vào bên trong xe và có ai đó lén đột nhập vào trong xe thì chỉ cần đạp chung phanh thôi là xe của mình sẽ tự động tắt máy rồi. Thành ra mọi người yên tâm ha về tính năng này, và nó cũng rất là hữu dụng. Nói về phần vận hành của xe thì Accent phiên bản tự động đặc biệt á, thì sẽ trang bị động cơ cấp 3 1.4 lít, công suất là sẽ là 100 mã lực, đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp ha, mang đến một trải nghiệm vận hành rất là thoải mái cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Và dòng Accent này nó sẽ có cái số bán tự động nữa nha mọi người. Mọi người có thể lật qua hồi nãy cái cần số mà em có giới thiệu đến mọi người á, mọi người có thể lật qua ha, và mình thao tác theo như một cái số thường, số sàn bình thường, rất là tiện. Về an toàn thì dòng Accent này sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, về an toàn cơ bản chủ động như là ABS này, EBD này, ESC này, HAC. Và về túi khí thì nó sẽ có trang bị an toàn 6 túi khí ha, dành riêng cho phiên bản tự động đặc biệt này. Về phần bảo hành á, thì đối với dòng Accent hay là các dòng xe khác của Hyundai đều sẽ được bảo hành là 5 năm hoặc là 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Và hiện tại tại miền Tây thì đã có 10 trên 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có đại lý Hyundai rồi. Thành ra trong quá trình mọi người sử dụng mua xe, bảo hành bảo dưỡng rất là an tâm. Và đến với các đại lý Hyundai thì sẽ được phục vụ rất là tận tình. Riêng tại Tây Đô thì khi mọi người mua xe sẽ được tặng ngay một cái thẻ Hyundai Membership ha. Đây là một cái thẻ để mọi người có thể tích lũy điểm, cũng như là sẽ có nhiều cái dịch vụ ưu ái dành cho hội viên tại đại lý Hyundai Tây Đô bên mình. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những phần video tiếp theo. Xin chào mọi người.